Sáng mai đêm nay và sáng mai từ 8 đến 11 giờ. Một lần nữa xin trân trọng.
trước người nhỏ. Đây là nơi mà nếu quý vị cảm thấy chương trình của đêm nay hay hấp dẫn, hoặc ít ra là quý vị cảm thấy hài lòng, xin quý vị tiện vào chiếc quỳ nhỏ này. Đây là phần thưởng để động viên các nghệ nhân của chúng tôi, và các nghệ nhân sẽ cùng nhau chung vui số tiền này lúc 21 giờ đêm nay khi chương trình công tác cuối tuần thưởng thức và trải nghiệm khép lại. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Nếu quý vị cùng bước lên sân khấu và nhảy múa cùng các nghệ nhân của chúng tôi, một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Quý vị hẳn đã thấy một người đang cầm trên tay một con rối, quý vị có thấy không ạ? Con rối này khá nhỏ, chỉ bằng bắp tay thôi. Đó là hình tượng của một người phụ nữ chắc là xinh đẹp. Và người đàn ông đang cầm cây rối này giật dây. Mỗi lần anh ta giật hay thả dây ra thì người đàn bà ở phía trên đầu anh đưa tay lên hoặc hạ tay xuống. Vâng, thưa quý vị, đây là con rối giật, một trong những đạo cụ rất cổ xưa trong các lễ hội truyền thống của người Tây Nguyên nói chung, người Sarai nói riêng. Quý vị có thể quan sát, nguyên tắc của nó hoạt động rất đơn giản, chỉ kéo dây và thả ra thì vũ đạo ở trên đầu của người đang giữ con rối này sẽ được thực hiện ngay lập tức. Rất đơn giản, nhưng cũng tôi xin được nói nó rất hấp dẫn ở trong tất cả các lễ hội truyền thống của người Tây Nguyên.
xin cảm ơn các nghệ nhân, xin cảm ơn quý vị khán giả. Chúng ta vừa thưởng thức một tiết mục của người Sarai đến từ Vũ Thiện mang tên Adang Sách. Và bây giờ chương trình của chúng ta sẽ thay đổi.